Hello, xin chào các bạn quay trở lại đến với kênh BB Núi nhé. Hôm nay mình lại làm một cái video về những chú cún mà mình qua mình thấy đẹp quá các bạn ạ. Hôm nay mình quay lại cho các bạn. Đây là một em đen dưới đính đực này. Đấy. Đính đực tai lên rồi nha các bạn nhé. Tai này là tai tự nhiên nha các bạn. Đấy. Bạn này thì dễ gần, sờ được. Này thì hàng họ đầy đủ, đi cả đầy đủ nhá. Đấy. Vì nhà bà chủ ở gần đường cho nên là xe cộ, tiếng xe rất là đông các bạn ạ. Đấy. Đây chỉ có hai em, một em đỏ. Một em đỏ gần Tuyền, một em đen Tuyền. Đấy, giữ cửa này. Giữ cửa kiểu gì nhá, mình vẫn sờ được các bạn ạ. Đấy. Này đuôi thỏ xem nào. Đuôi chuẩn không? Đuôi hạt thóc các bạn. Đây sờ đây có một hạt như kiểu hạt thóc các bạn. Đấy. Đấy, nhìn rất ok luôn. Nhưng mà trạng bạn này hơi gầy. Không biết là được ăn uống như nào mà trạng hơi gầy các bạn. Đấy. Bạn này có giá là 8 triệu rưỡi các bạn ạ. Vậy cũng mới hỏi qua rồi thì mình quay luôn cho các bạn. Với răng bị răng thì chưa biết nhưng mà không dám banh. Đấy, xem nào. À, răng đủ. Ngoan. Bạn này khá là ngoan. Đấy, xem được răng luôn này. À, bạn này thiếu răng bên dưới, thiếu một răng thôi các bạn ạ. Xem nào, bên này. Ngoan. Kiểm tra răng nào, bác sĩ nha khoa kiểm tra răng xem có sâu răng không. Thiếu răng bên dưới thì chắc chắn là thiếu hai bên rồi các bạn. Không nhiều kiểm tra bên dưới. Bên kia thì xem rồi, thiếu một răng nhưng mà bên này nào, ngoan nào. À, bên này có vẻ không thiếu. Thiếu đúng một răng các bạn ạ. Đây. Mở lại cho các bạn xem nhé. Đây này, đây thiếu một răng này. Đấy. Răng số 4. Chắc là em ấy đang thay răng. Kiểm tra răng, pha kiểm tra răng là đi vào ngoạn ngục các bạn ạ. Khó phết đấy. Đấy. Vì một tay mình cầm máy quay. Đây, dậy rồi này. Em này phải tắm rửa thường xuyên, đang thay lông. Chưa thay hết. Đấy. Mùa này là thay lông mới để chuẩn bị vào mùa hè đây. Đấy. Dậy đâu. Đây, thiếu đúng một cái thôi. Không nhiều. À, dậy đi. Đấy, em này có dáng cũng rất là thể thao các bạn ạ. Dáng cao. Và bạn này có được 7 tháng rồi các bạn ạ. Theo chị chủ nhà nói là bạn này được 7 tháng. Dáng rất cao này. Đấy, mắt hung. Đấy, đen Tuyền nhé các bạn nhé. Và kiểm tra răng rất là khó khăn các bạn ạ. Em ấy muốn đi chơi lắm này. Đấy, tai dựng nhá. Đấy, tai này là chưa căng hết đâu. Căng hết là nó phải dựng đứng lên cơ các bạn ạ. Vì em này có vẻ hơi gầy và thiếu cũng chưa đầy đủ chất lắm các bạn ạ. Trạng nó vẫn còn gầy. Rồi bây giờ mình quay các em chó con dòng sù đỏ nhé các bạn, cho các bạn xem nhé. Ok. Này là trắng dưới đinh đực này. Sù tít mù, đuôi khóa trái.
Xin giới thiệu với các bạn, đây là một em sù giới tính đực. Đây, sù giới tính đực nha các bạn nhé. Chân không huyền đề, sù tít mù, mũi nâu, đốm lưỡi, đuôi khóa trái. Đây, đuôi ngoắc bên trái này. Đấy, hơi nghiêng sang bên trái nhé. Đây, đuôi nghiêng sang bên trái này. Lông thì không phải nghĩ luôn các bạn ạ. Đây, giới thiệu tiếp cho các bạn là em sù đực. Sù đực đỏ nhá. Đấy, đỏ tuyền luôn, không có sợi lông trắng nào nhá. Đấy. Phê chưa? Rồi em hạ cho bạn ấy chạy nhảy tai, hình thể dáng các kiểu rất là ok luôn nhá. Đấy. Chân to này, nhìn chưa? Đấy, chân rất to, mõm to. Bờm biếc các cái đủ kiểu hết luôn. Lưỡi đốm. Đốm lưỡi. Đuôi thì không, chưa biết nghiêng sang bên nào bởi vì bạn ấy này hơi nghiêng sang phải. Bởi vì ngoáy này chịu, không biết là nghiêng sang nào. Không 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 không. Đấy, quay rồi. Chạy nhanh lắm các bạn ạ. Đấy, mặt mũi rất là đẹp luôn. Mập ú, rất là ngoan luôn các bạn nhé. Đấy. Các bạn yêu thích em này nhớ like mạnh và share chia sẻ video cho mọi người xem nhé. Các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh để xem những chú cún đẹp mình thường xuyên cập nhật các bạn nhé. Tuyền màu. Bạn này giới tính đực nhé các bạn nhé. Mình xin nhắc lại, giới tính đực, đốm lưỡi, đuôi hơi nghiêng sang phải. Bạn này có giá là 14.500.000, 14.500.000 các bạn ạ. Đấy, tuyển màu luôn. Rồi ok. Đấy, quá đẹp luôn các bạn nhé. Em này là em số 2 này. Em nâu đỏ số 2 nhé các bạn nhé. Em này lớn hơn em trước một chút. Đấy. Và đuôi cũng dài hơn. Chân tay cũng rất là to các bạn ạ. Đấy, bốn chân to này. Thấy chưa? Bạn này thì sù ngắn hơn em kia một tí thôi. Nhưng mà hình thể rất là đẹp luôn, cũng tuyền màu. Cũng đốm lưỡi các bạn ạ. Đấy. Đốm lưỡi ở đây là cái lưỡi của nó hồng hồng, ở trên trong vẫn còn nhiều nốt nâu ấy các bạn ạ. Em này quá đẹp rồi. Đấy. Bởi vì vừa bế em ra khỏi chuồng nên là em ra đây hơi nhát một chút. Lúc là quen ngay mà. Đấy. Em này cũng giới tính đực các bạn nhé. Đấy. Sù đực. Đấy, bạn này giới tính đực. Đuôi dài, lông sù. Dáng rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, bạn này thì đuôi gần cong chính giữa. Đốm lưỡi. Đấy. Em này cũng có giá là 14.500.000 các bạn nhé. Đấy, đồng giá với em trước. Bạn này là dòng tai cụp các bạn nhé, chứ không phải là dòng tai dựng đâu. Đấy, tai dùng được đẹp đều hết các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Đây, giới thiệu các bạn tiếp là em số 3. Em này thì sù cực tít luôn này. Đấy, không phải nghĩ luôn. Và em này cũng đồng giá với em trước, 14.500.000 các bạn nhé. Đấy, lưỡi đốm các bạn nhé. Nhìn rất phê luôn các bạn ạ, mập ú luôn.
mập ú luôn các bạn, quá sướng luôn các bạn này. Nhanh quá, thế là mình lưa máy nhỉ. Rồi em số 4, bây giờ là em số 4 các bạn ạ. Đấy, em số 4 này là một em sù cái, chân đi tất và huyền đế đơn các bạn ạ nhá. Bạn này lưỡi hồng các bạn ạ. Lưỡi hồng dẫn đến cái sù đẹp. Đấy chưa? Nhưng mà có vẻ bị đuôi bị chớm. Đấy, chớm đốm. Bạn này có giá là 3 triệu rưỡi các bạn nhé. Đấy, 3 triệu rưỡi. Em này. Đấy, các bạn có thể mua đem về chơi cũng được. Đây là em ấy rất là đẹp. Đấy, chân đi tất và ngực trắng. Đấy. Tai cũng tai cụp, mặt trắng này. Quá đẹp. Rồi, đấy, hình thể em không phải nghĩ luôn các bạn. Chưa? Bạn này đuôi dài, người dài nhé. Mình em này gọi là phun lông lá luôn các bạn ạ. Đấy. Nhân tai này tai dựng và sù tít luôn. Đốm lưỡi đuôi khóa trái. Đấy. Nhìn rất là thích luôn nhé. Bạn này là trắng mũi nâu. Đấy, đuôi khóa trái này này. Chưa? Người sù không phải nghĩ luôn. Bạn này hơi bết. Về tắm này trắng ngay này. Đấy. Này lớn lên thì tai đẹp lắm này. Đấy, như cục bông luôn các bạn ạ. Nhanh lắm. Không bắt không giữ là không quay được cho các bạn rồi. Đấy. Vâng, bạn này có giá là 7 triệu rưỡi nha các bạn nhé. Đấy. Yeah. Nhanh. Đấy. Em thả nó đi một chút này. Nghịch quá. Giữ nhá. Nó chạy như con lai trời á. Quá hết. Lồng chất quá nhỉ. Đấy. Chạy chứ cái này chạy được. Băng băng băng. Không giữ được các bạn ạ. Bạn này cái đen tuyền. Đuôi có phải các bạn ạ. Đấy. Đen tuyền nhá các bạn nhé. Mà này lưỡi đốm này. Thấy chưa? Mà này đuôi cũng bông lau nhá các bạn. Đấy, đuôi cũng rất là dày bởi vì là em ấy vừa bết nước nên là nó. Đấy, nhưng mà đuôi dày lắm. Mập. Trạng thì khoảng 4 kg rồi các bạn ạ. Những em trước có phải 5 kg rồi. Đấy. Chân tay đầu thủ rất là ổn luôn. Em thả đây ra anh cái. Đấy, thế. Đấy, nha. Ngoan quý chủ nha các bạn nhé. Bạn này có giá là bạn này có giá là 4 triệu rưỡi các bạn nhé. 4 triệu rưỡi đen tuyền này. Đấy, cái dẫn đến cái đen tuyền. Giá là 4 triệu rưỡi. Đấy. Nhìn rất là yêu luôn. Rồi các bạn kết em nào thì có thể liên hệ số điện thoại 0972 386 270 hoặc số điện thoại 0986 298 092. Mình đã để trên kênh nhé các bạn nhé. Rồi đây, ok, có một em đen đực. Đấy. Đen này là đen 3 tháng rồi nha các bạn nhé. 3 tháng, bạn này được 3 tháng, đuôi rất dài luôn này. Đấy. Và đang trong thời kỳ gọi là thay lông các bạn ạ. Mõm to, chân cao.
người dài. Đấy, bạn này có giá là 5 triệu nhé các bạn nhé, 5 triệu. Đấy, bạn này đuôi bên nào không biết. Đây là ngồi ăn quả ngõa này các bạn này. Đấy, bạn này đốm lưỡi các bạn ạ. Đấy, đốm lưỡi, người cao, đen tuyền nhé các bạn nhé, ngực không có sợi lông trắng nào luôn. À, xem nào. Đấy, đen tuyền luôn, không có sợi lông trắng. Giá có 5 triệu thôi. À, lớn này là tiêm phòng đầy đủ hết rồi. Đấy, chị cũng qua hỏi thăm thì chị cũng nói là đều được tiêm phòng đầy đủ. Bạn chị còn một em trắng này nữa để làm giống, nhưng mà em này thì chị muốn bán bởi vì bạn này dưới đính đực. Đấy, để vài con cái để làm giống rồi. Này trạng khoảng 7-8 cân rồi các bạn nhé, 3 tháng rất là khỏe mạnh. Đấy, bác về thì chỉ việc là cho các em ăn uống đầy đủ chất là được. Đó, và tẩy giun 3 tháng một lần. Rồi. Đấy, em này nhìn rất là nghịch ngợm, bởi vì em này đang chuẩn bị thay lông, thay những cái lông tơ này là đổi hết thành cái lông trưởng thành, cho nên là bây giờ nhìn em ấy lông nó hơi sắc. Rồi. Đấy, em xin nhắc lại, bạn này có giá là 5 triệu nhé. Đấy, 5 triệu. Và đã tiêm phòng đầy đủ hết rồi. Đấy, để giun các kiểu đầy đủ. Các bạn thấy những chú cún đẹp và hay thì nhớ like và share, chia sẻ video này qua Zalo, Facebook cho mọi người cùng xem nhé các bạn nhé. Vâng, các bạn nào mới xem thì nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông để xem thông báo mới nhất nhé. Được rồi, bởi vì là em này là em nhẹ nhất là nó 4 cân rồi, nhưng em trước khoảng 5-6 cân các bạn ạ, vì em trước mập hơn. Rồi, các bạn nhớ theo dõi kênh video của mình cách thường xuyên nhé. Rồi, đừng quên like và share. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.